người đàn ông có thái độ dê sờm trên xe khách và cái kết. Hả? Cái gì vậy bà nội? Vâng, chúng ta cùng chú ý vào tình huống này. Lúc này, người đàn ông đã xuống ghế và nằm kế cô gái. Chưa dừng lại, anh ta còn tay chân lực chực thả dê. Và rồi chuyện gì xảy ra đây? Ủa trời ơi. Mày chú sao? Chú xin lỗi mà. Ghế không ngồi nằm đi xuống. Ngồi chứ mà nằm bị dế người ta trời. Ôi chú xin lỗi mà chứ không có gì. Xin lỗi. Nhưng có chiếc xe này có ai chú không? Dạ mắc hết rồi. Mẹ. Cho ông lên ghế nằm đi. Nằm vậy là mấy tay quơ ngàn ta dế người ta hả? Không nói rồi à. Những sáu ghế đâu nằm xuống đây nằm bằng dây ta hả? Có được không? Qua sự việc này, chị em gái đi xe khách hãy cẩn thận và mạnh mẽ tố giác những hành động dê sờm như thế này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những tin tức hấp dẫn nhé.